Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Ấn Độ trong ASEAN. Đó là khẳng định của ông Sandeep Arya, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên. Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã thảo luận và nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Ấn Độ đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Ấn Độ hiện đã trở thành một trong những đối tác đầu tư lớn nhất, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Ấn Độ năm 2022 đạt 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với năm 2021. Với quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp và tiềm năng của hai nền kinh tế, hai nước còn rất nhiều dư địa để gia tăng hơn nữa thương mại song phương. Để khai thác tiềm năng thế mạnh trong quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Ấn Độ phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu, dệt may, da dày, dược phẩm từ Ấn Độ, để nhanh quy trình cấp phép nhập khẩu cho nông sản trái cây của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn nêu quan ngại đối với các biện pháp chính sách của Ấn Độ trong việc áp giá sàn nhập khẩu hồ tiêu, hạt điều, hạn chế nhập khẩu hương nhang, các yêu cầu xác minh xuất xứ hàng hóa theo luật Hải quan Carota 2020. Các quy định này gây thiệt hại đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đại sứ Ấn Độ nhất trí cao đối với các biện pháp tăng cường kinh tế thương mại song phương mà Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã phân tích đối với các biện pháp chính sách hạn chế thương mại của Ấn Độ, Đại sứ Sandip Arya chia sẻ và bày tỏ sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan của Ấn Độ để giải quyết tích cực.